Rồi, em chào tất cả mọi người luôn. Hôm nay em đang ở trên cái hồ câu hồ ông Việt ở trong đồ môn anh em nha. Thì mấy bữa nay thấy cái hồ trong này thấy anh em đánh cá rô phi rồi đó. Thì cũng có cá cũng lên được lắm anh em à. Nên hôm nay em vô thử em câu thử xem thì như thế nào. Cái hồ này mình biết lâu rồi nhưng mà mình chưa có câu bao giờ hết anh em. Nhưng mà thấy nó rộng lắm. Chưa gì hết mà hơn 10 cây rồi anh em à. Đông đen à. Anh em thấy không? Hồ này rất là nhiều cái nhánh nhỏ nhỏ quá trời luôn, rộng lắm ha. Em thì em mới ngồi bạn đây, nước ở đây tầm cỡ 1,5 m này. Nước này nếu mà quýnh phi thì em thấy ngon đó, mà không biết như thế nào ha. Thì em mới ra đồ, em mới căng phao anh em ơi. Bây giờ em chọn màu cái em cầu luôn anh em ơi. Thấy mấy anh em ở đây cầu sớm ghê. Em thì em đi tới hồ lúc này là 10 giờ đúng rồi đó, mà em chưa câu. Nhà xa quá, em đi trễ anh em ơi. Em trồng ít màu xả em câu ha. Một nắp, hai nắp. Cái dòng mà đánh kiểu như bán thiên nhiên hồ rộng này, anh em cứ đánh nhiều con nhiều vô cho em, đừng có ngại để kéo cá về ra. Chèm xíu bông tiết à. Màu xả thì phải lúc nào cũng phải có bông tiết nha, ít thôi không cần nhiều đâu. Đấy, anh em mà để ngon anh em để tầm cỡ 2 phút á nó nở ra là đẹp ha. Em đi dùng cám ha, bao bì cám em cứ hướng dẫn anh em màu xả màu câu hết rồi ha. Cho em ít bột cơm. Hiện tại là bột cơm em cũng ra bột cơm mới rồi anh em nha. Bột cơm thì bột cơm mới rồi. Em thì em thích đựng trong cái hũ này, đựng được nhiều hơn với lại là nó không bị bay mùi anh em nha. Đánh rô phi thì không thể nào thiếu. Đậy nắp kỹ lại. Dặn nắp kỹ lại anh em. Ok ha. Chọn điệu này lên cái nữa là xong. Chọn ít mũ V mình đánh ha. Cá thì không biết năng gì hay không thì cứ chọn mũ V trước. Nếu mà năng gì cái thì mình chọn qua mũ vuốt bính cũng được anh em ha. Dễ ôm. Một nắp ha. Nắp luôn. Đây mịt mồi. Hết trộn tiếp. Xíu nè. Ra. Lấy tàu rong anh em ơi. Cho em xíu bột tôm vô nè. Vậy là quýnh tới à. Anh em có thể quýnh thêm đông lạnh cũng được. Tùy. Coi thử nếu rô phi ăn nhiệt thì anh em cho thêm xíu đông lạnh nữa thì anh em sẽ quýnh cà phê mạnh hơn anh em ơi. Màu mà mình càng nhào vậy nè là màu mà nó càng dẻo mấy mẹ. Vậy là xong cá cần. Em đang sử dụng chục 2 chấm anh em nha. Chục Quỳnh Long tàng hình theo cước thì là 1.2 anh mẹ. Phao thì em đang sử dụng cây phiến số 3. Em thấy tâm vô rồi đó. Em mới xả cho nó mấy cặp thôi mà em thấy tâm vô rồi đó anh em ơi. Em xả rồi giờ em câu luôn ha. Một viên bột bùn. Nước tầm cỡ 1,5 m anh em ơi. Quýnh đều thấy mấy anh em quýnh cái rô phi nhưng mà phi to thì ít nhưng mà phi nhỏ thì nhiều lắm anh em ơi. Không biết như thế nào. Cái gì đầu tiên này anh em nhỏ
cá rùa ra. Phi chưa to. Có cá rồi đó. Nói chung phi này quýnh thì cũng được chứ còn chưa có sướng lắm anh em. Có cá là vui rồi. Mình ngồi chắc được nửa tiếng rồi đó, bắt đầu cá nó vô rồi đó. Băng kẹp xả nha. Cẩn anh em. Chưa phi lớn này. Phi này cứng cứng à. Chắc lần rưỡi em chồng mồi vuốt quýnh luôn cho nhanh anh em ơi. Mình đi dắt trưa này nên mình cố gắng mình quýnh cho nhiều cá, cá nó cũng chậm à. Nãy giờ mới được có 3 con rồi trời. Đấy phi cứng cứng này. Hồ này hai xị ngày anh em nha, nên là mình sẽ không có đòi hỏi là phải đánh cá to hay là cá nhiều được, có con nào là mình mừng con đó anh em ơi. Vậy là quý à. Đấy phi này. Phi này xinh hơn nè anh em thấy không? Phi xinh hơn. Dạ. Gì đây? Ừ, phía sắp đâu luôn anh em à. Cứng cứng à. Phi to chưa thấy nha. Tí nữa là mình nghĩ phi to chắc phải đợi một chập nữa mới có ha. Sắp đâu luôn em cô. Đúng là không hổ danh lời đồn mấy anh em nói rô phi rất nhiều nha. Trong phi lớn thì ít. Có thể là do phi con nó phá quá thôi. Ăn trên mặt luôn này nè. Phi này nè. Nút trong lời ông hồng luôn mới ghê chứ. Ăn rơi luôn này mà. Đây nè nè. Phi xinh hơn này nè anh em nè. Phải không? Cứng cứng này nè. Chưa có to.
vị sống. Vì cứng không mà anh em. Nè. Chưa được con nào to hết nha. Đấy, phi sinh này. Hay là giúp gió anh bảo anh em ơi, tìm nó nhỏ không? Thì xin này nè. Thấy vi sinh không? Đấy. Tự là phí lên thôi. Đây này mà. Vô. Ừ, phi sinh đâu anh em ơi. Đổ cơm à. À, cái bờ này kia cao. Em coi này. Đây, nè em xem. Bốn lạng. Cẩn cẩn anh em ơi, không có phi lớn nha. Y luôn, mấy anh em nói y luôn. Không có phi lớn. Phi này xinh rồi mà nè. Ba lạng á. Rồi về luôn anh em ơi. Em câu giờ 3 giờ rưỡi rồi. Giờ em về. Với lại em đi bắn cá anh em ơi. Chứ chiều không ai bắn cá nha. Mình nhờ anh Cường cái trò anh á. Anh quay giùm cho mình. Anh Cường lên trên đi anh Cường. Anh Cường lên trên đi. Lên được rồi. Không biết là em lên kéo lên luôn nữa chứ. Cái nó lên trên bờ luôn chứ. Không có nhiều anh em à. Được thôi. Nha. Phi thì 4-5 ngón. Đâu được mấy tiếng rồi. Vậy là được rồi anh em à. Em cho lên luôn nè. Chết rồi.
bể luôn con, bể luôn mình không biết. Ây da. Đây. Trời lên, ơi. Lên, lên. Đổ vô lấy cái. Đây đây đây. Lên cho anh em coi cá. Em quýnh hồi à. Hồi à. Hồi trưa anh em nha, 11 giờ trưa. Con nói chung là cỡ 3 làng 4 làng chứ không có to anh em ơi. Vậy thôi. Đấy. Rồi về được rồi anh em ơi. Đi căng cá kiếm tiền. Rồi chào anh em ơi. Về luôn anh em. Rồi về. Quay nhanh cực nè. Rồi về luôn anh. Anh em coi view đã không? Bự ghê. Đấy thì được chuyện đó cá là quá mừng rồi. Được chuyện đây cá là quá mừng rồi. Rồi đi căng cá anh em ơi, căng cá gửi gạt về. Về luôn anh em ơi.